Vâng, xin chào quý chú ban chị đến với kênh Chợ Nhật Bản. Nhớ đăng ký kênh thì hôm nay lên clip số 13 về đồ nghề ha. Thì nếu mà anh chị mình có theo dõi kênh thì anh chị mình có thể bấm một nút like hoặc một nút đăng ký theo để theo dõi kênh. Khi bên em có lên clip thì sẽ thông báo về điện thoại của mình và anh chị mình có thể mình vô mình xem nhanh ha. Rồi em xin nhắc lại hàng thức giao dịch bên em là chuyển khoản đơn trên 300 thì sẽ bao ship và đơn dưới 300 thì vui lòng chuyển thêm dùm em là 10.000 tiền phí ship và ship code đồng giá là 30.000 một đơn. Khi chốt hàng thì anh chị mình điện thoại trực tiếp và số điện thoại trên tiêu đề giùm em hoặc anh chị mình nhắn tin ha. Thường thường ban ngày buổi sáng em hay lu bu đi bãi kia thì có thể anh chị mình nhắn tin rồi em sẽ trả lời lại ha. Rồi em đi vào chi tiết clip số 13 ngày hôm nay. Đầu tiên mã số 1 là một cây kìm cắt ha. Cây này là của hãng của Trà Ben ha. Đây anh chị mình thấy còn rất là mới, nước da láng o, và cây này là anh chị mình thấy ha, cái đường lưỡi còn đẹp, của hãng Sonic Trà Ben, dòng sản phẩm là DC001. Thì phần cán ở dưới còn đẹp anh chị, phần cán ở dưới là không có bị phần cán ở dưới là còn liền lạc màu xanh. Chiều dài cây này là khoảng 16.5 cm. Mã số 1 giá là 130 của Trà Ben ha. Thì nếu mà cây này anh chị mình có làm bonsai thì anh chị mình có thể mình cắt bonsai hoặc là mình kẹp với kẽm như này ha. Đây là phần ngàm kẹp bên dưới còn rất là đẹp đây. Đó, lưỡi cắt còn lá ngon, còn thẳng tắp ăn. Rồi mã số 1 giá 130. Cắt là ok anh chị ha, mã số 1 130. Đó. Cắt rất là mượt mà. Mã số 1 130. Tiếp theo lên mã số 2. Mã số 2 là một cây kìm nguội, cây này là của hãng Mary ha, số 2 của hãng Mary. Đó anh chị mình thấy rằng cây này ngàm cũng còn rất là đẹp, không có bị hở sáng gì hết. Mary logo Zurich nội địa Nhật số 1050. Lưỡi cắt là không có bị hở ha. Đây ngàm bên trong răng đều. Răng đều cả những cái vòng tròn này cũng răng cũng còn đều ha. Anh chị mình thấy rõ những cái răng. Rồi cây này là dòng kìm nguội ha, dòng kìm nguội. Anh chị mình sử dụng cho cơ ha, cho anh chị mình làm thợ cơ khí gì kia. Ngàm còn rất là mới. Chiều dài cây này tầm khoảng là 20.5 cm. Mã số 2 giá 180. Cây này lưỡi còn khít anh chị ha. Anh chị mình thấy những cây lớn cắt nó rất có lực, anh chị mình cần cái lực nhỏ hơn, không có bị mỏi tay hay là cần lực nhiều. Mã số 2 180. Số 3 em lên một cây kìm mở phe, cây kìm mở phe ngoài và có lò xo cỡ trợ lực luôn. Số 3 cây này của Đức, mở phe ngoài ha. Đây, anh chị mình có thể thấy có số A11 vanadium đây ha, vanadium đó, của hãng là original ha, made in Germany anh chị ha, của Đức. Thì cây này nước da còn láng mịn và đây là phần mở phe, đây là đầu mở phe anh chị ha. Đó, cây này cũng có xài rồi ha. Anh chị mình xin nhìn kỹ cái đầu mở giùm em. Đó, đầu mở phe ngoài. Thì cây này tầm là khoảng 1 ly, 1 đến 1 ly rưỡi anh chị. 1 đến 1 ly rưỡi mở phe. Lò xo bằng nguyên vật thanh sắt. Thanh sắt lên là nó rất là cứng cáp. Không bị rỉ ha. Cây này da chưa có bị rỉ. Chiều dài tầm 11 cm. Tầm khoảng 10.5 cm ha. Mã số 3 giá là 100. Một cây mở phe ngoài của Đức. Đây anh chị ha. Số 3 100. Số 4. Em lên một cây kìm điện của Mỹ. Số 4 cây này của hãng Kelvin Tool ha, có logo là ông già leo cột điện và cây này có chức năng búng cốt ha. Đây là cái ngàm mở, ngàm búng cốt thì nó có cấn tí, anh chị mình có thể dũa lại. Chỗ này là có một cái ngàm ha, ngàm răng để anh chị mình kẹp dây. Rồi bên này là anh chị mình có thể cắt kẽm mà, hai bên đều có lưỡi cắt kẽm rất là bén nè. Đó, hai bên. Cây này thì do cắt điện sống nó bị nổ hai lỗ ha, anh chị mình có thể tuốt chế thành tuốt dây điện hoặc là anh chị mình có thể cắt dây ở bên trên được. Thì lưỡi cắt ở bên trên vẫn được anh chị ha. Đó, rất là nhanh hơn. Cây này cắt cũng rất là nhanh. Cắt ok phần trên lưỡi cắt. Đây ha, lưỡi cắt còn rất là bén. Cây này thì anh chị về anh chị mình chế thành cái lỗ tuốt, bên này là anh chị mình cắt dây điện vẫn được. Và cây này là ngàm trên anh chị mình thấy ha, ngàm cũng còn đẹp. Rồi,
cây này dài nên là rất là có lực nha chị, size lớn nên là rất là có lực, nên anh chị mình những cây này anh chị giống như là nguyên lý đòn bẩy á, thì anh chị mình xài những cái cây dài như thế này thì đỡ tốn sức hơn. Chiều dài là 22 xăng ha, 22 xăng, mã số 4, giá là 260, keo liên tôn ha, chất lượng keo liên tôn Mỹ. 20 số 4. Số 5 em lên một cây kìm của cây kìm ha, cây kìm của hãng Fujiza, cây kìm là kìm đa năng. Ở phần dưới này cái kìm nguội đa năng Fujiza trà ben ha. Phần dưới này thì có một cái xà beng cho anh chị mình bẫy. Chỗ này một cái giống như tôi viết trừ. Và cây này nước da còn láng mịn. Chỉ có điều nó hơi nhăm nhăm một tí phần trong, anh chị mình cắt dây điện hoặc cắt dây kẽm vẫn được nha. Đây đầu búa là không có bị cấn gì hết. Đây là phần đầu búa. Anh chị mình có thể xài chức năng đóng. Cái này đầu bằng. Đó. Đây ha. Đây. Trên này cấn chút thôi. Thì em view anh chị mình thấy là rất là kỹ rồi. Anh chị mình xem kỹ trên clip rồi chốt hàng nha. Mỏ là mỏ đều hết. Những cái răng đều hết nè. Cái này anh chị về xài ha. Chiều dài tầm là khoảng 20.5 xăng, mã số 2, mã số 5. Số 5 giá 230. Đây. Anh chị mình cắt dây điện vẫn được ha. Hoặc là anh chị mình có thể đũa thêm cái lưỡi về để mình cắt thôi. Đây. Rồi số 5 230. Số 6. Em lên một cây kìm mà. Số 6. Đây. Số 6 là một cây kìm cắt chuyên cắt. Cây là của hãng Fujiza, cây này là có chức năng bấm cốt ha, có 3 đầu bấm cốt, và cây này thì nước da nó hơi rỗ chút, hơi rỗ tí ha. Đây lưỡi cắt anh chị ha. Anh chị mình có thể dũa lại cái đầu ngoài, anh chị mình dũa thêm. Đó, dũa thêm giùm em cái lưỡi ở ngoài. Còn cây này thì cắt vẫn được. Rồi mã số 6 giá 100. Fujiza ha. Thì cái phần ở dưới này nhựa dày và cây này thì còn liền lạc. Size lớn anh chị mình cắt ha, anh chị mình thấy. Về ấy thêm cho nó cái chỗ này nó hơi bị kẹp chút thôi, chứ còn anh chị mình cắt, anh chị mình thấy là cắt vẫn được ha. Đó, cắt vẫn ok. Nó hơi bị cứng thôi. Chứ còn cắt dây điện vẫn được ha. Mã số 6 giá 100. Số 7. Em lên một cây kìm. Cây kìm này của hãng cây 3 ha. Cây này là cây kìm điện. Đây, anh chị mình thấy. Ngàm là khít nguyên. Có chữ là 80i. Cây dưới này là có một ngàm, anh chị mình có thể kẹp ha. Đó, đây là ngàm, cái răng để anh chị mình kẹp. Ngàm đều. Đó. Cây 3 ha. Cây 3 có logo Sojip nội địa Nhật. Những cây, những hãng này là những hãng nổi tiếng anh chị ha. Cây 3 Mary Victor ha. Fujiza. Cây này cho ra những cái sản phẩm kìm chất lượng. Rồi, phần vỏ là còn dày dặn liền lạc anh chị ha, vỏ còn sáng màu đỏ, anh chị mình thấy vỏ còn sáng màu đỏ nè. Cây ba thì không có quảng cáo nhiều nhưng mà chất lượng thì ok ha, răng đều nè. Rồi, mã số 7 giá 200. Chiều dài là khoảng 19 xăng, số 7 200. Đây anh chị, số 7 200. Đó. Nó hơi cứng nha, do nhiều khi vệ sinh cái phần lòng giữa chỗ này nè, cái khớp nó chưa kỹ nên là bỏ thêm dầu vô chút xíu thôi là ba thêm tí ha. Rồi mã số. Cái chỗ này anh chị mình chà nhám thêm thôi ha, chứ còn không có bị rỗ đâu. Đó. Nghiêng nghiêng nó không có bị rỗ vô trong ha. Đó, mã số 7 giá 200. Số 8. Em lên một cây kìm, cây này là của hãng Kyoto KTC, số 8. Đó, cây này KTC ha, vỏ còn liền lạc anh chị, vỏ còn liền lạc màu đỏ thẫm KTC. Đó, hai cái này giống như anh chị mình có cắt dây điện gì kia, nó chặn lại không bị trượt tay vô. Bên hông cây này giống như cây kìm đa năng Kyoto Tool D KTC, cây này anh chị mình hai bên có ngàm cắt ha, cắt dây kẽm này kia. Đó. Rồi chỗ này là ngàm không bị hở sáng ha. Răng bên trong nên chị răng còn đều không? Cũng có qua xài rồi. Đó. Hàng bãi mà, cũng có qua xài rồi. Mà không có bị hở sáng này chị mình thấy. Cây kìm này dài là 21 xăng, một cây kìm của hãng KTC, chất lượng KTC. Mã số 8 giá 250.
đấy ha. Đó. Thì cái lưỡi cắt này nó không có bị hở sáng, nhưng mà anh chị mình có thể mình giũa thêm giùm em ha, tại vì nó xài nó hơi tù cái đầu chút, nó không có bén lắm, các chị có thể giũa thêm đó, nếu mà cắt kỹ hơn thì nó được ra ha. Đó, anh chị mình giũa thêm cũng được, còn cây này không có bị hở sáng ha. Rồi mã số 8 giá 250 một cây kìm của KTC. Anh chị mình thấy cái tôi cái phần mà cắt này, tôi lưỡi cắt bên như thế này ha, cái vòng thép tôi này. Số 8 250. Số 9. Số 9 em lên một cây mỏ lết răng. Đây. Số 9 là một cây mỏ lết răng. Cây này của hãng là Winso ha, Win USA anh chị ăn, và cây này là size 14 inch này. Anh chị mình thấy Win phải cái S USA ha. Và cây này có nước sơn màu xanh. Heavy duty anh chị mình làm việc nặng ha. 14 inch. Size là 14 inch. Thì chiều dài tầm là khoảng 30 cm hơn. Răng ngàm nước sơn ở màu xanh ở bên dưới anh chị ha. Nước sơn màu xanh cũng còn tương đối. Và đây là phần ngàm. Cây mỏ lết răng đây chị mình thấy răng cũng có xài lướt rồi mà răng không bị rỗ, không có bị kiểu bị gãy nhiều ha. Nó chỉ dập tí trên đầu như thế này một bên hai bên răng thôi. Ngàm trên thì còn đều đẹp. Rồi mã số anh chị mình, nếu mà mình cần xài một cây mỏ lết răng size mà tầm 30 cm như thế này thì mã số 9 giá 300 một cây mỏ lết của hãng Win Mỹ ha. Vô đây số 9 300. Số 10 là một cây kìm mỏ quạ. Cây này thì của hãng là Lobster hiệu con tôm, và cây này là ngàm mang cá rất là xịn ha chị ha. Ngàm mang có cá thì chất thép nó dày dặn nè. Đây là phần vỏ bên dưới. Phần vỏ bên dưới ha. Thì cũng có cấn anh chị. Đây có cấn nhẹ chỗ này. Nhìn là anh chị nhìn thấy cái nhựa nó còn mới. Mà nó có cấn thôi, cấn chỗ đó ha. Cấn đây anh chị ha. Cấn một phần chỗ này thôi. Như thế này. Cây này là cây lobster size 250 mm. Lobster hiệu con tôm ha. Anh chị thấy là xi mạ cũng còn đẹp. Răng bên trong, răng đều. Răng đều ha. Rồi, ngàm mang cá. Ngàm mang cá không có bị chốc xi nhiều anh chị ha. Ngàm còn rất là đẹp. Ốc cũng còn đẹp nè. Rồi mã số 10, 150 một cây kìm mỏ quạ lobster. Size 25 cm, mã số 10. 150. 11. 11 em lên một cây một bộ vít cho anh chị mình mở những chi tiết con ốc nhỏ ha. Cây này là của hãng Vetsel còn trong hộp luôn. Gồm có 6 đầu anh chị mình mở vít và số là Vetsel số 207 còn cả hộp luôn ha. Đây, một số chi tiết như thế này. Rồi, mã số 11 giá 200. Đó. 11 giá 200 ha. Đây anh chị mình có thể thấy. Thì bộ này cũng có xài lướt rồi ha, Vetsel nên chị mình yên tâm về chất lượng. Cũng còn đẹp, kèm theo một cây lục giác này. Một cây lục giác nhỏ. Thì trên này đây anh chị mình thấy những cái đầu của nó đó, những cái thân của nó. Những cái đầu thân. Anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Những cái đầu nó cũng còn rất là đẹp nè. Thì có các số là 0.9, 1.2, 1.8, 2.3. Số 0 ha, đầu cộng 0 và đầu hai đầu BH0 này. Rồi. Cái này anh chị ha, hai đầu BH0. Chiều dài cây ngắn nhất là tầm khoảng 7.5 cm, cây dài nhất là tầm là khoảng 12.5 cm ha, 12.5 cm. Rồi. Mã số 11 giá là 200 của hãng Vetsel. Những cây nhóc nhỏ anh chị mình có thể mở những chi tiết như là đồng hồ ha, đồng hồ hoặc là những thiết bị điện tử. Thì hãng Vetsel thì khi anh chị mình xài á, những cái đầu này nó đỡ bị tè hơn, nó không có bị tè, chất thép và nó cứng cáp, xài được tuổi thọ lâu hơn. Mã số 11 giá 200. 12 em lên một cây cần vặn. Cây này 12, cây này 240.
của hãng KTC ha. Đầu là 1/2 giùm em. Đầu 1/2 KTC. Đây, xi mạng cũng còn đẹp nha anh chị ha. Đây phần tay cầm anh chị mình có thể mình gắn một cái tay chữ T mình xoay ha. Xi mạ còn đẹp phần trên này. Đây. KTC đầu 1/2 có logo Zozip nội địa Nhật Japan. Rồi, đây là phần đầu trên anh chị mình có thể mình xoay được 180 độ. Đó, xoay 180 độ. Xi mạ còn láng o còn mịn này. Rồi. Cái này chiều dài tầm là khoảng 38 xăng ha, khoảng 38 xăng, mã số 12 giá 240. 12 240. 13. 13 ha, 13 em lên một cây kìm bấm chết, cây này của hãng Top 13. Thì cây này Top dòng sản phẩm là VB0200. Size là dài tầm là khoảng 20.5 xăng, 20.5 xăng xi mạ ha. Đây, đây là nước xi bên ngoài. Đó, cũng còn sáng đẹp lên chị ha. Không có bị đen đen nhiều. Size là 8 inch nha, size 8 inch thép chrome vanadium. Rồi, ngàm bên trong. Ngàm cũng có qua sử dụng nên nó có bị cấn nhẹ như thế này ha. Anh chị mình có thể thấy kỹ giùm em. Cấn rất là nhẹ rồi. Đây, ngàm bên dưới ha. Kẹp vô là chắc chắn. Đây ha, lò xo lực búng ok ha. Rồi mã số 13 330. Đó. Miệng mồm cũng còn ok anh chị ha. Đó, hàng bãi có cấn chút thôi. Mã số 13 330. Xi mạ cũng còn đẹp, răng cũng còn tương đối đẹp ha. 13 330. Anh chị về mình xài sử dụng. 14. 14 là một cây búa bi của Mỹ. 14. Cái này là của hãng Valet ha. Valet của Mỹ này. Rồi. Và lấy dưới đây, phần cán ở dưới. Trên này là phần thân sợi thủy tinh có một ngoài một nước sơn màu vàng ha. Đây là thân sợi thủy tinh. Thì chỗ này vẫn còn cứng cáp ha, có hơi bị mòn chút chỗ này. Mà vẫn còn xài cứng cáp với là phần đầu bi. Đầu bi láng mịn ha. Đó. Chút nêm thì còn cứng cáp này. Đây là phần đầu đóng. Đây. Rồi cây búa bi là nặng là 600 g đúng. 600 g đúng. Đường kính phần đầu bi là tầm 2.8 xăng. 2.8 xăng. 2.8 2.9 xăng ha. Như thế này, mã số 14 một cây búa của hãng Valet. Về bi của hãng Valet Mỹ dưới đây. 14.200. 15. Đây. 15 em lên một cây cưa gỗ ha. Cây này cho anh chị mình sưu tầm ở chị mình có đề co phần tiệm của mình, tiệm đồ gỗ hay là mình decor, mình trang trí hoặc là chị mình có showroom bán đồ gỗ nội thất thì đó, khoảng chị mới thể treo cái này làm trang trí. Mã số 15. Thì cây này là của Mỹ, Stanley. Đây, chị mình có thể thấy chữ Stanley ha. Đó, Stanley của Mỹ ha. Cây này rất là dài. Đây là phần cán ở trên, đây là phần cán ở trên ha. Thiết kế giống đầu con két hay cái đầu gì này. Thì đây là phần răng cưa, này là cưa gỗ nha chị ha. Cưa gỗ. Đó, đây là cưa gỗ của hãng Stanley Mỹ ha. Đây. Rồi phần trên. Đó. Trên này có super real ha. Đó. Rồi. Cán thì còn đẹp lên chị ha, cán là không có bị hở gì hết. Chiều rộng trên này là tầm 15 xăng ha. Rồi, phần lưỡi dài. Phần lưỡi dài tầm là khoảng 65 xăng anh chị ha, lưỡi dài 65 xăng lận. 2,30. 65 xăng. Rồi mã số 15, 550 cây, một cây cưa gỗ của Stanley Mỹ ha. 15 550. 15 550. 15 16. 16 em lên combo 160 ha. Combo này 160, 16. Cây này là một, cũng là một cây cưa gỗ. Cây này thì anh thích hợp cho anh chị mình về mình là decor hoặc là anh chị mình có làm mỹ nghệ mini ha.
thì bên cây này gồm có hai bên, một bên là răng thưa, một bên là răng dày. Cái này là cưa gỗ hoặc chị mình cưa cành. Hãng này như là cũng của bên châu Âu, Caberon Caber đây ha, Carpenter Boy này. Hàng là hàng chưa xài anh chị, còn trong vỏ luôn, hàng chưa xài còn trong vỏ. Và kèm theo là một cây kéo, cây kéo ARF. Đây cây kéo tỉa dăm ARF anh chị, cây kéo tỉa dăm ARF có logo con cá sấu. Rồi cây này cũng chưa xài ha, lưỡi còn lá ngon rồi. Đó. Rồi cây tỉa dăm thì dài là tầm khoảng 16 xăng, mã số 16 combo như thế này, mã số 16 giá 160. Em lên tiếp mã 17. 17 là một cây, một cây kỳ mọc, cây cây mỏ lết của hãng Voto. 17320. Này. Cây này nhỏ size tầm 10 xăng thôi, cho anh chị mình treo móc khóa cũng được. 11 xăng anh chị ha. Cây này gần 10, tầm 10 xăng hơn, cho anh chị mình sưu tầm là móc khóa của hãng Proto hoang, hoặc là anh chị mình có thể bổ sung như bộ sưu tập mỏ lết Proto của mình. Proto 704 Forget a lifestyle ha. Đó. Make MFD USA, sản xuất tại Mỹ. Thì cây này nước sơn màu nước si ở phần sau như thế này anh chị ha. Đó, anh chị mình xem kỹ giùm em. Nước si đây. Đây chỗ nó sờn nhẹ ha, sờn nhẹ phần phần chóp si nhẹ. Rồi. Ngàm bên trong, ngàm bên trong ha. Đó, ngàm bên trong. Thì cái này bên em cũng chưa đánh vệ sinh kỹ luôn. Vẫn còn spa thêm cũng còn sáng hơn. Hoặc là chị mình có vặn chi tiết nhỏ thì chị có thể sử dụng cây mỏ led này của hãng Voto. Chất thép là Forged Alloystyle ha. Mà ngàm mở tối đa là khoảng 1.5 xăng, ngàm mở tối đa 1.5 xăng. Mã số 17 giá 320, cây này thì anh chị mình sưu tầm hoặc là treo móc khóa ha. Voto của Mỹ. 17320. 18. Em lên một cây mỏ led của hãng Voto 18207. Đây. Cây này là size 6 inch ha. Cây này là size 6 inch. Chiều dài là khoảng 10, chiều dài tầm là khoảng hơn 15.5 xăng. 6 inch Roto 706 ha. Thép là Forged Alloy Steel này. Đây 6 inch USA. Thì phần xi mạ cây này thì còn láng bóng. Đây. Anh chị mình thấy ha, ngàm này cũng có xài rồi, cũng có qua xài lướt rồi, nó chỉ cấn một tí phần bên ngoài thôi. Đây. Đây. Chỗ này dính keo thôi. Đó. Ngàm cũng có xài lướt thôi anh chị ha, nó chỉ cấn tè chút bên ngoài như thế này thôi. Đó. Rồi mã số 18. Một cây mỏ led 15 xăng của hãng Proto, dài mở ngàm là 2 cm. Mã số 18207. 19. Em lên một cây mỏ led của hãng Stanley. Cây này sản xuất tại Nhật Bản nha anh chị. Cây này sản xuất tại Nhật Bản. Thì cây này nước si cũng còn đẹp. Stanley size này size 80-200mm Japan. Si mạ còn sáng bóng ha. Không có bị chóc si ha. Ngàm là khít nguyên này. Đó, ngàm khít nguyên. Đây, mở tối đa ra. Đó, anh chị mình thấy ha. Ngàm còn rất là đẹp. Này ngàm ha, chỗ này đen đen chưa vệ sinh kỹ thôi. Đó, ngàm rất là đẹp rồi. Rồi 200cm thì ngàm mở tối đa là 25 xăng. Mã số 19 giá là 170 một cây của hãng Stanley. Cây này về chị mình xài cũng được ha, sưu tầm cũng được, cũng còn khá là đẹp. 19 170 20. Em lên một cây mỏ led. Cây này là của hãng MCC 20-203. Cây này là size 250, nếu mà anh chị mình đang cần xài dòng sản phẩm mỏ led 250mm, anh chị mình có thể mua cây này ha. Chuẩn logo Zozic nội địa Nhật ha, hàng nội địa Nhật MCC, do vì dirty anh chị mình làm việc nặng. Chờ Ben, thép là CRVA. Đó. Đây, cây này xi mạ cũng còn đẹp anh chị. Xi mạ bên ngoài cũng còn đẹp ha. Về anh chị mình xài cũng được, sưu tầm cũng được. Đấy, ngàm bằng hết ha, ngàm đều hết.
Rồi, cây này mở ngàm đến tầm 3 xăng ha. Ba xăng anh chị ha. Rồi mã số 20, một cây mỏ lết 250 cm mm của hãng MCC. 320 230 21. 21 em lên một cây mỏ lết, cây này là của hãng Proto ha. Cây này mỏ lết thép ten, chất thép rất là cứng cáp chắc chắn và size này là size 12 inch. 12 inch tương đương với khoảng là 12 inch khoảng là 30, chắc tầm là khoảng gần 31 xăng anh chị ha, tầm 31 xăng. Proto 12 inch. Forged alloy steel ha. Chất thép đen rất là cứng cáp, made in USA. Và cây này anh chị mình nhìn thấy nè, đây là phần nước da bên ngoài ha. Hàng Mỹ thì lúc nào nó cũng nhìn cái nước da mặt thép cứng nó đen đen như thế này, dòng chất thép đen đó. Cây này thì da dẻ cũng còn đẹp anh chị ha, không đến nỗi mà mụn mặn lắm. Đây xem kỹ giùm em, ngàm ha, đây là phần ngàm anh chị nhìn thấy. Đây, ngàm ha, cũng có qua sử dụng lướt rồi nên là nó cũng hơi tèo chút xíu thôi, không có bị hạ mỏ nhiều. Trong hàng bãi là khi về anh chị mình phải spa lại, vệ sinh lại ha. Bên em đã vệ sinh rồi. Đó. Rồi, đây anh chị mình thấy ngàm bên trong còn đẹp nè. Cây này thì anh chị về mình xài ha, hoặc là mình sưu tầm cũng được. Sưu tầm thì spa thêm cho nó sáng bóng thêm. 21 giá 600 một cây mỏ lết size 300 mm của hãng Proto ha, Proto Mỹ. 21 600. 22. Em lên một cây mỏ lết thép đen. 22 cây này là của hãng Baco Thụy Điển. Đó, cây này là size 6 inch ha. 6 inch tương đương chắc tầm 15 xăng. Baco Sweden. Thì cái này nước da ở bên dưới còn đẹp anh chị ha, nước da ở dưới là còn đẹp, không có bị mụn mặn nè. Rồi lên trên ngàm, vết phay ngang vẫn còn. Và cây này cũng có xà lướt rồi, nên là cái ngàm nó hơi tè đầu như thế này ha. Anh chị mình thấy giùm em, hơi thôi chứ không có bị nhiều, chút xíu thôi. Đó, cây này anh chị mình có vỗ lại mình sưu tầm mới được. Bên em bỏ mớ bò vô cho xài dễ. Đó, đây ha. Đó, ngàm cũng qua xà lướt rồi. Mình thấy em đây. Đây ha, cũng còn xài lướt rồi. Anh chị mình thấy hai cái bên này nó hơi tè ra ngoài chút thôi. Rồi mã số 22 206 23 23, lên một cây mỏ lết của hãng tốt ăn. 23 cây này là thiết kế giảm trọng lượng đó. Nếu mà anh chị nào mà mình thích dòng mà vừa cứng cáp, dòng thép chất thép cứng cáp mà vừa giảm trọng lượng ha, như thế này thì anh chị mình có thể mua cây này của hãng tốt, Made in Japan, thép CRV ha, này của hãng tốt ha. Thì cái này anh chị mình thấy đây, cái này hình thức bên ngoài cũng còn đẹp. Đấy. Mụn này mụn nổi ha, anh chị mình chà là nó sẽ láng thôi, không có bị rỗ. Cây này là thiết kế giảm trọng lượng ha, cây này thiết kế giảm trọng lượng cho nó nhẹ. Mà chất thép đen thì cứng cáp, chiều dài là tầm 16 hơn xăng, khoảng hơn 16 xăng. Rồi, ngàm, cây này ngàm cũng còn đẹp ha. Anh chị nhìn thấy ngàm đều hết nè. Đây ngàm bằng hết ha. Còn cái này là mụn nổi rồi, anh chị mình chà đi là nó sẽ láng lại thôi. Ngàm đều hết. Cái này sưu tầm cũng được, nếu mà anh chị mình đang sưu tầm cái dòng sản phẩm tốt như thế này ha, dòng giảm trọng lượng như thế này thì anh chị mình có thể mua cây này. Đó. Ngàm bên trong ha. Đây phần ngàm đây. Này, phần ngàm cũng còn rất là đẹp ha. Rồi, mã số 23 208 24. Em lên một cây mỏ lết. Cây này là của hãng Utica Tool USA ha, một sản phẩm đến từ Mỹ, USA 9110. Rồi. Thép là alloy Utica steel ha. Thép alloy, thép rất là cứng cáp anh chị. Đây. Thì da dẻ bên ngoài như thế này ha. Đó, cây này cũng còn không có miệng mụn gì nhiều. Đó, nó hơi cắn đầu, tè đầu chút thôi. Đó. Dài thì ok. Rồi, chiều dài cây mỏ lết Mỹ Utica này tầm là khoảng 25.5 xăng. 25.5 xăng.
Đây ngàm mở đây anh chị ha, ngàm bên trong đó, có cánh cũng có tài đầu cái phần này ha, đây còn đẹp lên chị, phần trong còn đẹp nè. Rồi bên này ha, bên này cũng còn đẹp ha. Rồi mã số 24 về anh chị mình sưu tầm thì spa thêm, hoặc là anh chị mình có thể mình xài những cây này thì vặn cứng cáp tham 4 giá 375. Em lên một cây mỏ lết, cây này 25 308, cây này là của hãng Baco ha, AB Baco, size này là size 10 inch với make in Sweden này, size 10 inch. Nếu mà anh chị mình xài đang thiếu cái dòng 10 inch thì anh chị mình có thể mua cây này, chiều dài tầm 25 xăng ha, make in Sweden của Baco đó. Rồi nước da ở trên cây này thì hơi nhăm nhăm một chút ha, đó cây này mùi hơi nhăm nhăm phần trên một chút này, mụn ở bên ngoài thôi, anh chị mình có thể trà thêm lá láng thôi. Ha. Nhìn cái mình nó dày duyên nên anh chị mình vẫn nó sẽ chắc chắn. Ngàm mở là 3 xăng, răng bên ngàm bên trong anh chị ha, đó cũng có qua xài rồi, cũng có qua sử dụng lốt rồi, nên anh chị mình thấy nó cắn hai cái dấu nhỏ như này thôi. Đây. Đây ha. Rồi mã số 25 giá 380, một cây mỏ lết của hãng Baco, size là 25 cm. 25 308 26. Em lên một cây mỏ lết của hãng Tốt ha. Cây này thì làm theo cái dáng của Baco Edgo. Baco Edgo ha, nhìn dáng này chị. Cây này là size 300 mm, nếu chị mình đang xài cần xài cây size 300, mở những cái ốc 300 ha, thì anh chị mình có thể mua cây này. Mở ngàm tối đa là 41 ly đó. Wide cap capacity ha. Đây là của hãng Tốt, thiết kế giống dòng Baco Edgo. Rồi cây này thì phần ở cán là dưới còn đẹp anh chị ha, phần trên thì hơi cấn một chút thôi, hơi cấn một chút đó. Đây ha, đây bên này hơi nhăm nhăm rỗ tí ha. Về những cây này anh chị mình xài chắc bền, vận ốc chắc bền. Mã số 26 giá là 450, size là 300 măng, khoảng là 30.5 xăng. Mã số 26 450. 27 em lên một cây đưa chuột ha, cây đưa chuột 27, cây này 200. Cây này là nước còn hình thức còn khá mới, nước sơn màu đen vẫn còn nè. Đó của hãng Tốt anh chị. Và cây này số 17 19 ha, của hãng Tốt thép CRV nè. Anh chị mình thấy cái nước sơn màu đen vẫn còn. Đây là phần đầu nhọn bên dưới. Đó. Cây này size rất là dài. Dài là khoảng 31 cm. Và cái đầu là còn gần như là còn chưa xài nè chị. Đó, anh chị mình thấy cái đầu nó còn mới nguyên nè. Những cái vết đó, anh biết những cái vết mà phay tròn tròn đường vòng cung vẫn còn ha. Đường vùng tròn cũng còn đây. À, mới ha, tiếng kêu là tăng tách, đảo chiều ngược lại. Và anh chị mình mở được hai số là 17 19 ha, 17 19. Rồi mã số 27, cây này giá 200 28. Em lên một cây cần vặn đảo chiều đầu 3/8 28. Đây cây này của hãng Tone Japan ha, có số 16. Cây này thì còn rất là mới anh chị ha, xi mạ là láng o sáng bóng đó, ốc zin nguyên chưa đụng tới, đầu 3/8, nghe cái tiếng tăng tách ha. Đây phần đầu xi mạ anh chị nhìn thấy là còn sáng nguyên này, không có bị chóc miếng nào luôn đó. Thường thường bên hông là sẽ hay chóc, mà cây này là không có chóc gì luôn. Rồi mã số 28, một cây cần vặn tự động đầu 3/8 của hãng Tone, dài 18.5 cm, 28 220 29. Em lên một cây cần vặn đảo chiều, cây này là của hãng Tone luôn, thép CRV, và cây này là nước da láng mịn nên chị ăn cây này còn gần như là chưa xài luôn. Japan đây, logo Zozic nội địa Nhật Tone, đầu 12 ly 7, đầu 1/2 ha, xi mà anh chị nhìn thấy là cây này xi rất là mịn, không có bị kiểu mà bị nổi quá, xi rất là mịn đi trong. Chiều dài là 26.5 cm, ốc ngoài zin nè, đó chưa xài luôn. Đây anh chị nhìn thấy là nó không có kiểu như bị chày ha,
Đó. Rồi, đây là phần đầu 1/2 ha. Đầu chưa có bị cấn nhiều hơn chị. Rồi, mã số 29 giá 250. Quay ngược lại ha. Tiếng rất là thanh tanh tách ha. Rồi, 29 250 một cây cần vặn đầu 1/2 của hãng Tone. 29 250. 30. Em lên một cây kìm mỏ quạ, cây này là của hãng Sanki. 30 ha, Sanki. Dòng sản phẩm là DXWB 250 mm. Đây, xi mạ ha. Đó, nước xi cũng còn sáng. Đây còn ốc ha. Còn ốc em để nó hơi bị em nhăn chút thôi. Vỏ liên lạc, vỏ màu đỏ còn liên lạc. Xi mạ còn sáng bóng nha. Đây xi mạ chị mình thấy xi mạ là còn sáng bóng nguyên nè. Đó. Đây ha. Ngàm. Ngàm đều. Ngàm còn rất là đều anh chị ha. Đó, ngàm còn rất là đều luôn. Rồi mã số 30 giá là 150. 31. Em lên một cây thước Ikea. 31 là một cây Ikea của hãng Shinhwa. Make in Japan, thép khung gỉ ha. Đây là phần mặt dưới. Rồi. Đây này ha, đây là phần thước chéo, đường chéo từ 1 đến 8, từ 0 đến 8. Đây. Rồi anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Chỗ này thì nó hơi nhăm nhăm nhẹ thôi. Đó. Có mỗi một chỗ này thôi ha anh chị ha. Anh chị mình có thể xem kỹ giùm em. Này. Còn hình thức thì những cái chỗ khác nó cũng còn rất là đẹp, không có bị mờ gì chỗ nào hết á. Đây. Đây ha. Đó. Cái này chị mình chà thêm giùm em ha. Chà đi, tại vì em chà chưa kỹ nó vẫn còn mờ mờ. Đây. Rồi. Chiều cao là 10 xăng, chiều dài là tầm khoảng 16.5 xăng. Mã số 31 giá 200. 31 một cây Ikea, 31 200. 32. Em lên một cây thước thủy. Cây này là của hãng Ebisu Diamond Nhật Bản ha. 32. Đây. Thân dưới này là bằng nhôm anh chị ha. Rồi. Cái này là Made in Japan, có chữ Made in Japan này. Trên là bằng nhựa màu, chỗ này chính nháy thôi. Nhựa màu đen ha. Chiều dài tầm là khoảng 10 xăng, chiều rộng là tầm 4.5 xăng. Đây anh chị thấy hai cột thước. Đây anh chị mình treo móc khóa. Treo ha. Hai cột thước thủy anh chị ha. Thước ngang. Đây. Thước ngang, thước dọc ok ha. Rồi, Super Levo, Super Aluminium ha. Rồi, mã số 32, 120. 33. Em lên một cây cần vặn đảo chiều, và cây này là cây xanh đầu răng nhuyễn anh chị ha. 33. Anh chị nào mà mình có đang làm trong những góc kẹp, góc hẹp rất là hẹp á, thì anh chị mình sử dụng cây này. Anh chị cần chỉ cần nhích một, qua một tí thôi thì nó sẽ qua một cái nấc mới cho chị mình xài ha. Răng là gần như là nhuyễn, không có, có kiểu như răng có răng luôn. Cơ chế này cơ chế nhuyễn. Left right đảo chiều ha. Đó, left right chị mới có thể đảo chiều được. Đảo chiều được nha chị ha. Đảo chiều được nha. Đây là em bao đảo chiều nha chị. Rồi, left right. Cây này thì theo công nghệ Mỹ này, sản xuất theo công nghệ Mỹ. Cây này của hãng NKC Nhật Bản ha, sản xuất theo công nghệ Mỹ. Đầu là đầu 9.5 ly, đầu 3/8 anh chị ha, 3/8. Và phần này nó rất là cứng cáp. Nhìn rất là dày dặn cứng cáp nè. Anh chị mình có thể thấy chất thép mà cứng. Này. Có chóc xi nhẹ hai phần đầu bên hai bên ha. Đó. Cái này đảo chiều được nha anh chị. Rồi. Đầu là đầu 3/8 cho em, chiều dài tầm là khoảng 17 xăng. Phần đầu đang đầu 3/8 em view rất là kỹ cho anh chị mình xem, chỗ này là đen đen đây. Anh chị mình có thể về mình chà thêm giùm em. Chà thêm giùm em ha. Đó, chà thêm giùm em. Rồi, mã số 33 giá 320. 34. Em lên một cây lục giác, cây này là của hãng A 34 160. Rồi, nếu mà anh chị nào mà mình đang sử dụng, mình sửa chữa những máy móc thiết bị mà theo liên hệ là in
Ví dụ như những máy móc nước ngoài châu Âu, châu Mỹ sử dụng đơn vị hay là in thì anh chị mình có thể sử dụng cây cây bộ lục giác này của hãng A ha, Nhật Bản. Theo hệ in 1 phần 16, 5 phần 64, 3 phần 32, 1 phần 8, 5 phần 32, 3 phần 16 và 7 phần 32 ha. Gồm có 2, 4, 5, 6, 7 cây ha. Đó. Thì anh chị mình thấy nè, những cây này còn rất là mới. Đó, nước sơn màu đen là còn nguyên. Mặt bên này đây ha, mặt bên này nước sơn cũng còn mới ha. Đây. Rồi. Mã số 36 nha. 34 nha chị ha, 34 106, 34 106. Tiếp theo em lên mã số 35. 35. 35 là cây kìm mỏ quả rồ tô ha. Cây này size nhỏ cho anh chị mình có bấm chi tiết nhỏ thì anh chị mình có thể sử dụng cây này. 35. Đây. Anh chị mình thấy ha. Cây này thì có chữ rồ tô USA. Đó, anh chị mình thấy ha. Rồ tô USA 235. Đó. Xi mạ còn mới ha. Xi mạ là còn nguyên nè. Một lớp xi màu mạ còn nguyên màu trắng. Rồi anh chị mình mở những cái nóc nhỏ thì anh chị mình sử dụng cây này. Đây, răng bên trong. Đó, răng bên trong ha. Vô tô. Rồi tô dưới đây ha. Dưới này có chữ USA anh chị, USA này. Đây. Rồi. Chiều dài cây kìm mỏ quả này khoảng 13 xăng ha. Nếu chị mình có kẹp những cái ốc nhỏ thì chị mình có thể sử dụng cây này. 35 giá 200. 36. Em lên một cây cần vặn đảo chiều 36, cây này là của hãng Mr. Loy 108. Đây, Mr. Loy ha, Nhật Bản, đầu là 1/4. Đó, nếu chị mình có đang sử dụng vặn những chi tiết nhỏ thì chị có thể sử dụng cây cần vặn đảo chiều đầu 1/4 này của hãng Mr. Loy Nhật Bản. Thép forged alloy ha. Thép forged alloy, Mr. Loy Trà Ben. Cây này xi mạ cũng còn đẹp nha chị ha. Và cây này à, đây, tiếng kêu còn rất là thanh. Đảo chiều tự động ok. Cây cần đầu 1/4 này của hãng Mr. Loy Nhật Bản dài tầm khoảng hơn 12 xăng. Mã số 36 giá là 180. 37. Em lên một cây vít lùn 37 của hãng BB Sweet Max. Đó, nếu anh chị nào mình đang cần sử dụng làm những câu trong góc kẹt thì anh chị mình có thể mua cây này. BB Sweet Max đầu PH2 này. Ha. Lùn. Cây này anh chị nhìn thấy cái lớp ram bên ngoài vẫn còn nguyên màu kiểu màu đỏ đỏ cam cam ha. Và những góc cạnh là chưa xài luôn nè. Cây này là hàng chưa xài. Chiều dài tầm là khoảng 9 xăng. Mã số 37 vít lùn đầu PH2. Số 37 giá 150. 38. 38 101 cây này đầu PH38. Đây ha. Chị mình có thể thấy cây này cũng còn rất là mới. Đây là phần cán ở trên. Cây này là PH0 nha chị ha. Cây này là PH0. Đó, chị mình có thể thấy cả khắc chữ và phần xi mạ bên này cũng còn rất là sáng bóng. Phần phần mũi này là còn cái lớp ram ở ngoài này chưa xài ha. Rồi, mã số 38 101, nếu chị mình có sưu tầm dòng vít BB Sweet Max của thụy sĩ thì chị mình có thể mua cây này dài tầm 15 xăng. 38 101. 39. Em lên một cây 39 cũng là 101 luôn, cây này của hãng BB Sweet Max. Cây này cũng còn rất là mới ha. Đây, cây này là cán bằng nhựa này, nhựa màu cam. Trên này có số 1 cho anh chị ha, đầu PH1 này. Đây, đầu PH1 ha, xi mạ là không có xi mạ và những cái đầu anh chị mình thấy còn rất là mới này. Đó. Xi mạ và đầu còn mới ha. Mới. Cây này nha. Đó. Cây này gần như là chưa xài luôn đó anh chị. Còn rất là đều. Rồi. Chiều dài cây cộng 1 này tầm là khoảng 18 xăng, phần dưới đây là 8 xăng ha. Mã số 39 giá là 101. 39. 40 là một cây vít của hãng Vetsel. 40, cây này anh chị mình có thể cắt điện được ha. Product of Japan. Đó. Chrome vanadium.
phần ốp này, phần ốp nhựa là tới xuống tới anh chị mình có vặn những cái gì ha, liên quan đến điện thì anh chị mình những cái dòng điện nhỏ ha, thì anh chị mình có thể sử dụng cây này được. Đầu là chưa xài ha, đó anh chị mình thấy đầu còn rất là mới. Phần nhựa là bọc tới phần đầu vít luôn. Product of Japan, Vetsel 800 đầu PH1 ha, chrome vanadium steel này, chất thép giống như của hãng BB. Rồi chiều dài cây này tầm khoảng 16.5 cm. Đó, một cây vít BB đầu PH1, một cây vít Vetsel đầu PH1 giùm em ha. PH1 giùm em mã số 40, giá là 80.000. 40. 41. Là một cây vít đã chiều tự động. 41 cây này là của hãng SK11 ha. SK11 dòng sản phẩm là Ergofit SRD610. Cây này thì còn mới ha. Anh chị mình có thể đảo chiều qua lại luôn. Đó, mình xoay cái màu này, màu này. Đây ha. Đó, cố định lại một chỗ. Đây là cố định lại một chỗ. Rồi, xoay lại ha. Đó, xoay ngược lại. Đây phần đầu anh chị ha, thấy cái nước xi này còn mới nè. Rồi, chỗ này là một con ốc. Một con ốc VH2 anh chị ha. VH2 chưa xài luôn. Thì chiều dài cây này tầm là khoảng 9.5 cm ha, khoảng 9.5 cm. Rồi mã số 41, giá 200, một cây vít tự động đảo chiều của hãng Ergo SK11. 41 200. 42, em lên một bộ lục giác, cây này là bộ hãng Hà. 42 là hệ mét anh chị ha. 42 là hệ mét của hãng Victor Lloyd Japan. Thì có tất cả các 6 đầu ha, 2 4 6 đầu. Thì đầu này là 2.5 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly và 8 ly. Đây. Chị mình thấy kỹ giùm em. Bên ngoài là vỏ bằng sắt luôn. Chiều dài tầm là khoảng 10.5 cm. Gồm có 6 đầu. 2 đầu 68. Đây, 2 đầu 68 anh chị ha. Đây có cấn chút phần này hay là. À, dính này dính keo ha. Em coi kỹ lại. Dính keo thôi, không có gì ha. Đó, nước sơn màu đen cũng còn rất là đẹp anh chị. Nước sơn gần như là còn nguyên này. Rồi bên này là gồm có 4 đầu. Đây 4 đầu ha. 4 đầu như thế này. Đó. Đẹp anh chị. Nào, nào anh chị mình xài hệ cm, hệ mét thì anh chị mình có thể mua bộ lục giác này của hãng Mr. Lloyd. Rồi mã số 42, giá 180. 43. Em lên một cây đeo phụ. 43 220. Cây này là hàng chuẩn thủ công ha. Đó, anh chị mình thấy cái mặt trên này. Thế này là giống như cắt ngang này. Rồi. Đầu ha, đây là phần chân. Phần chân cây này cũng còn rất là mới, nước ra màu đen này. Đó. Rồi. Cây đe phụ này chiều dài tầm là khoảng 16.5 cm. Đầu đe là chiều rộng tầm là khoảng 3.2. Chiều dài tầm là 3.8 ha. Chiều dài 3.8, cây này thì mịn màng anh chị. Không có bị rỗ rỉ ha. Đó, hàng thủ công nên chị mình thấy là những cái vết đeo đầu búa vô đóng là vẫn còn này. Phần đầu nhọn ha, rất là đẹp. Rồi, mã số 43, 220. Nặng là 500g nha chị ha. 500g, 43, 220. 44. Em lên một viên đá mài. 44 là một viên đá mài. Cây này 44. Cái này là kinh độ rít là 1000 rít nha chị ha. Đó. Thì viên này cho anh chị mình chà đá ngón tay thôi. Nặng là khoảng 140g. Độ rít là 1000 nha. Cho anh chị mình mài bước hoàn thiện dùm em. Chiều dài tầm là khoảng 11.2. Chiều rộng là tầm 3.8 ha. 3.8. Độ dày tầm là khoảng 16 ha. Độ dày tầm 16 ly. Cây này là hàng mới chưa xài ha. Đó, anh chị mình thấy trên này có chữ Nhật, hàng chuẩn Nhật ha. Và những viên này là anh chị mình mài bước hoàn thiện dùm em, mài 3 viên, hoặc là nếu mà anh chị mình có lâu lâu mà anh chị mình xài dao Nhật mà khoảng 3 tháng 5 tháng anh chị mình cần mài lại thì anh chị mình liếc sơ qua cái này, hoặc trong quá trình xài anh chị mình có thể liếc qua đá mịn này rồi mình xài tiếp, nó sẽ bén lại ha. 44, nó không mẻ thì nó sẽ bén lại anh chị ha. Còn nếu mà mấy anh chị mình xài mà nó bị mẻ thì anh chị mình phải sửa cái mẻ nó lại. Rồi 44, 190. Còn nếu mà nó hơi lục thì anh chị mình lấy đá mà mình liếc qua thôi. 45 là một cây rút TV. Cây này là rút dọc ha, của hãng Lobster, còn rất là mới. Cái này thì mất cái chốt thôi, khóa lại bằng cái sợi dây thôi. Đấy.
cái này ha, anh chị thấy cái nước da này, nước sơn còn lá ngon ha, gồm có bốn đầu thông dụng ha, lobster bốn đầu rút thông dụng đó, có chóc sơn sơn những cái đầu thôi chứ còn đầu rút là còn rất là đẹp anh chị. Rồi cái rút này thì anh chị mình rút dọc, anh chị mình có thể rút ở trong cái góc kẹt được, rút ở trên trần nhà, rút trong những góc kẹt được, chiều dài tầm khoảng là 32 cm ha, chiều dài tầm 32 cm anh chị. Thì em sẽ test thử cho anh chị mình xem hai cây ha. Tầm 2 đến 3 lần nếu anh chị mình để đúng theo kích thước cây đinh ha. Đó, cây này thì em để cây nhỏ lên nó đúng kích thước cây ruve này. Rồi ha. Đây, lấy thêm cây test cho chị mình xem. Cái cây này là cây sa nhỏ. Đó, 3 lần ha. 2 hoặc 3 lần nếu chị mình để đúng kích thước tầm 2 lần thôi. Rồi mã số 45, cây này còn rất là mới. 45 450. 46. Rồi. 46 em lên một cây cây búa Mỹ. 46. Đó, cây búa này là của Mỹ ha. Của hãng S-Wing, S-Wing của Mỹ này anh chị. Đây. Nylon USA ha. USA là phần cán. Thì cán này còn liền lạc. Phần cán nhựa này là giống như là đúc vô cái thân này anh chị ha, nên là nó rất là dày. S-Wing. Đây. USA, hàng của Mỹ. Phần thân anh chị. Phần thân chắc chắn. Da dẻ mịn màng ha. Đó, những cái mụn này thì anh chị mình có thể đánh nhám bay đi thôi. Đây, phần đầu đóng. Đó, nếu mà anh chị nào mình thấy cái giá là thích hợp với công việc của mình thì mình có thể mua cây này. Chiều dài cán búa là 28 cm. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 14.5 cm. Rồi, đường kính đầu đóng là tầm là khoảng 1.7 ha. 1.7. Như thế này nha anh chị ha. Rồi cây búa này nặng là 560 gram ha. Đó. Nặng 560 gram, mã số 46 giá là 446 400. 47 ha. Đây là một lô 47 nha chị ha. Đó, 47. Đây. 47 đem lên cho mình trước đi. 47 là một cây búa đinh của hãng True Temper, 47 rồi. Đây ha, 47. Một cây búa đinh của hãng True Temper đó, hai chốt anh chị mình thấy ha, với búa nhỏ đinh, đầu đóng láng mịn hết, True Temper đây, rồi ha, da dẻ láng ngon. Rồi đây là phần cán anh chị, phần cán đó, thì phần này giống như là khi mà người ta giống như là bỏ đi ấy, thì người ta sẽ giống như cưa để cho nó gọn lại hơi, để cái cán này nó hơi cùng cành, thì có bị cưa cái cán nó như thế này ha. Anh chị mình để mình có thể thay cán khác, hoặc là anh chị mình chế lại chỗ này sao thì mình chế dáng đồ của Mỹ ha. True Temper. Đó. Rồi. Cái búa đinh này thì nặng là 650 gram ha. Từng size búa, anh chị về anh chị mình có chế lại cán khác thì anh chị mình cũng làm sao để cho nó cán nó nặng với tổng với cái đầu này tầm là 650 gram là phù hợp ha. Theo dáng tiêu chuẩn, cái nặng tiêu chuẩn True Temper của Mỹ. Còn nước sơn màu đen màu đỏ như thế này. Rồi chiều dài cây này là búa này tầm khoảng 32 cm ha. Phần cán tầm 32 cm. Đường kính đầu đắng là khoảng 2.8 cm. Và cây này nặng là 650 gram ha. Mã số 47, một cây búa của True Temper Mỹ. 48. Cây này cũng là một cây búa Mỹ ha. Cây này đời rất là cổ rồi anh chị. Đó, nếu mà anh chị mình có sưu tầm ha. Rồi anh chị cây này về mình xài, cây này là chất lượng này, hàng đời rất là cổ anh chị ha. Nước da láng mịn, chất thép và đóng là chắc chắn. Nghe cái tiếng anh chị mình thấy ha. Đây là một cây búa bình thường. À, cây búa này cũng đúng Mỹ luôn chứ. Đây ha. Một cây búa
nhổ đinh của Mỹ ha, chị lưu ý cây này là không có chữ ha, nhưng mà cây này chuẩn búa Mỹ giùm em, búa đinh da dẻ láng mịn. Rồi cây này nặng là 600, khoảng 670g anh chị. Cây này khoảng 670g đó, 670g ha. Xem kỹ giùm em ha, đó, xem kỹ giùm em, đây là phần nhổ đinh đây, đây ha. Rồi mã số 48, một cây búa nhổ đinh của Mỹ nặng là khoảng 670g. 49, em lên một cây búa bi của hãng Rickkid ha. Rất là ít khi hiếm gặp những cây búa đinh mà của hãng Rickkid đò giống như hình mũi viên đạn ha. Đây là phần đầu bi đó, cây này rất là mới, D8 đây, đây ha. Rồi láng o ha, thì anh chị mình thấy cây này da dẻ rất là mịn màng, lá ngon. Phần cán đây, đây là phần cán búa ha, trên này còn tem giấy đấy, đây ha. Rồi trên này cũng còn tem giấy luôn, Rickkid số 016 khắc ha, nhìn cái nét khắc là anh chị mình thấy rất là kiểu dứt khoát. Rickkid số 016 chiếu đây đấy, đây ha, cây này rất là đẹp, còn lá ngon sưu tầm được ha. Nặng 600g, chiều dài là khoảng 35.5 xăng ha. Chiều dài phần đầu búa là tầm là khoảng 10 xăng, đường kính là khoảng 3.1 xăng. Anh chị nhìn thấy cái đường đầu búa là lá ngon, là đầu búa rất là đẹp. Đây, nặng là 600g. Rồi mã số 49, 50 em lên một cây búa ha, cây búa đinh, cây búa bi. Đó, lưu ý dùm em hôm nay là những cây búa size lớn, nếu anh chị mình có làm những công việc lớn thì anh chị mình có thể mua cái dòng búa hôm nay size lớn, cán dài, đầu lớn đây. Chiều này cây này dài tới 39 cm, cây này size lớn, bi này size lớn, dài tới 39 cm, nặng là 950g ha. Cây này 950g đó, anh chị mình nhìn thấy ha, chốt nêm là rất là chắc chắn rồi. Đây, phần đầu là láng mịn ha, nó có cấn chút ở bên dưới chỗ này thôi đó, đầu rất là mịn. Thì chỗ này do họ xài với họ đập cái gì thì nó hơi bị chày ha, cái dấu, một số dấu cái này thôi, bi láng o này đó, có hai bên mặt ha, giống như là xài nhiều hai bên mặt thì nó hơi cấn cái vết cả nhỏ thôi. Nặng 950g ha, rồi mã số 50. Rồi cây này đường kính là 3.6 xăng anh chị ha. 3.5 xăng anh chị, 3.5 xăng. Búa nặng là 950g. Rồi 50. 51. À 51 anh chị ha. 51 hôm nay em lên một số combo dao cho anh chị mình. Mình về anh chị mình spa lại ha. Dao hôm nay là chưa xài, chưa vệ sinh, chưa mài hết ha. Đó, hàng bãi về là em bán luôn. Rồi, mã số 51, giá là 550 combo 2 cây. Đó, một cây bên này vân búa. Đó, Santoku vân búa. Lõi anh chị ha. Đó, lõi như thế này thì độ rỉ của nó rất là ít. Lõi dày ha. Rất là dày. Cán này, cây này về anh chị mình chỉ có mài mình anh chị mình sửa lại cái dáng là chút những cái này thôi, rồi anh chị mình mài lại rồi mình xài thôi. Cây này còn rất là đẹp. Rồi, cây Santoku 3 lớp này ốp vân búa, ốp khung rỉ ha, lõi có rỉ. Chiều dài là 16.5 xăng. Anh chị mình thấy cái dáng này nó hơi đưa ra ha, nó hơi cong ra nhẹ nè, rất là sĩ năng. Bán rộng là khoảng 4.4 xăng, bán rộng nhất là 4.4 xăng, và độ dày là 2.5 ly anh chị ha. Dáng Santoku đó, chữ Nhật đây, dáng Santoku, đây là đường Hamon lưỡi giùm em. Rồi cây thứ hai là một cây Nakuri, cây này là khâu gỗ cán nhựa, khâu nhựa cán gỗ ha, chữ nghĩa đầy đủ nữa anh chị, chữ đây, ăn rèn thủ công ha.
lớp ram đen vẫn còn, lớp ram màu xanh đen vẫn còn. Cây này thì bạn còn đầy đủ. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng 16 cm, bạn rộng là 5.3 ha, em đo kỹ lại khoảng 5.2 đến 5.3 xăng anh chị ha, khoảng 5.2 xăng đi. Đó, đây là phần hàng rèn thủ công, bên này trong này tầm khoảng 2 ly rưỡi 3 ly, vuốt mỏng ra bên ngoài ha, một cây nakiri. Rồi trên này là còn chữ nè. Rồi mã số 51 cặp này giá là 550 ha, 550. 52 em lên một cặp dao, cặp này 400 ha. Cặp này là gồm có một cây nakiri khâu sừng, khâu sừng của nứt, cây này của hãng Kiza này, anh chị mình nhìn thấy Kiza ha, khâu sừng có một cái mộc vuông ở trên này, Kiza 52 400. Đó, 52 400 ha, anh chị mình thấy giùm em cái sừng rất là dày mà nó bị nứt, cây này rất là xịn ha. Đó, hình thức như thế này. Đó, cây này thì về cho anh chị mình spa, mình xài cây này thì em bao bén nè, rất là bén. Đó, thì cũng không có trà ra xem gì hết, chỉ có thấy mà mờ chữ thì chị mua về mình xài thôi. Rồi cây nakiri này, phần trên này chị ăn, cây này thì không có bị nứt chưa trong, nó chỉ có mẹ trên này tí thế này thôi. Chiều dài lưỡi là khoảng 14 cm hơn, bạn rộng nhất là tầm là 4.9 nha, bạn rộng nhất là tầm 4.9. rồi độ dài trong này tầm 2 ly rưỡi, vuốt mỏng ra ngoài, cây nakiri. Rồi thứ hai là một cây Kyoto size lớn, cây này ha, cây này thì cây này bữa nay mới giải bán một cây dao chặt của hiệu này ha, có hình bông hoa. Rồi cây này là 3 chốt đồng, bên này là mất cái cổ rồi, anh chị về anh chị mình ốp lại đồng nha. Đó, cây lưng là cây này là cây Kyoto, và lưu ý giùm em ha, cây Kyoto này size là size cây này tới 32 ha, cây này size 32. Và chỗ này ha, chỗ này nó bị nứt như thế này, anh chị mình thấy kỹ giùm em, đó anh chị mình thấy nó nứt ha, thì về anh chị mình sửa cái dáng lại. Cái đường nứt tới đây từ trên sống dao xuống nó tầm là còn là 4 cm ha, tầm là 4 cm, anh chị mình chỉnh lại khúc này nó còn 4 cm giùm em nè. Đó, anh chị mình có thể để một nguyên một cây 4 cm tới đây thì anh chị mình chế lại thì nó còn là như thế này ha, 4 cm giùm em, nó còn khoảng như thế này. Đó, đây ha, nó còn cỡ như thế này. Bỏ khúc dưới ha, bỏ khúc dưới này đi, này, bỏ khúc dưới này đi anh chị ha. Rồi, chữ nghĩa đầy đủ. Cây này thì da dẻ láng mịn luôn chị ha, không có bị rỗ ha, cây này rất là láng. Đó, anh chị mình thấy giùm em, dài là 32 cm. Rồi, cây này độ dày là 2 ly rưỡi ha, khoảng 2 ly rưỡi. Rồi cặp này mã 52 giá 400. Nakiri này là khâu sừng của hãng Kiza ha, Kiza rất là xịn, 52 400. 53 em lên 53 là một cặp dao ha, đây là một cặp dao Thái. Rồi một cặp dao Thái anh chị ha, thì cây này là hàng nội địa chung giùm em, 52 600. Cặp dao nội địa chung giùm em ha, cây này là hàng bãi về nhiều là em bán nên em cũng chưa có chùi cái dao. Dầu nhớt này kia bụi bặm này, đây anh chị mình thấy nè, đó 52. Cây này là dao nội địa chung ha. Nếu mà các anh chị nào mà mình có làm tiệm Thái nhiều ha, Thái phở gì kia đó, thì Thái phở, Thái thịt bò gì kia thì anh chị mình có thể sử dụng những cây dao Thái này bạn bự. Để mình khi mà mình thái xong mình gom cho nó nhanh ha. Rồi, cây này thì da dẻ còn láng mịn nha anh chị, cây này là da dẻ còn láng mịn nha, đây phần cán. Rồi, chiều dài là lưỡi sử dụng là 21 cm, khoảng gần 21 cm. Bản lớn nhất là tầm 9.5 cm ha, bản lớn nhất là 9.5 cm. Chữ ơi anh chị ạ, cái này giống dáng cán dao là chenchikei đó, cán chenchikei của Trung ha, nội địa Trung giùm em. Rồi cái này dày là khoảng 3 ly nha anh chị, cây này dài hơn 3 ly, mã số 52. Rồi kèm theo là một cây thứ hai, cũng là một cây Thái ha, một cây Thái nội địa Trung đây, phần cán. Thì những chị nào mà mình cần việc là mình
đây logo chữ có hình hai con gì đây ha. Đó, chữ là đủ, dưới này có số 1. Cây này là do Thái anh chị ha. Cây này thì anh chị mình có thể băm nhẹ thôi, dài hơn 3 ly mình có thể băm được. Cây này thì mỏng hơn anh chị mình chuyên Thái, bự hơn, bản bự hơn. Cây này dài là khoảng 24.5 xăng lưỡi sử dụng ha. Bản rộng chỗ này là tầm là 9.7, 9.6. Rộng chỗ này là 9.6 xăng. Và độ dày, độ dày là khoảng 3 ly anh chị ăn, độ dày 3 ly. Mỏng dành ra mỗi tầm khoảng là 1 ly rưỡi thôi, 1 ly 1 ly rưỡi. Rồi mã số 52600. 52600 ha. Tiếp theo em lên mã số 53. Là một cây cưa. 53 là một cây cưa Gomboy ha. Cây này là của hãng Suki, lưỡi này là của hãng Takajima anh chị ha. Suki đó. Made in Japan. 53 240 Gomboy. Thì phần cán nhựa trên này còn đẹp ha anh chị ha. Chỗ này nó hơi sờn, hơi chảy cái nước sơn màu đen một tí. Gomboy. Và cây này là cây size 21 cm. Đây. Lưỡi là SK11, lưỡi là giống như thay lưỡi mới, rất là bén anh chị. Đó. Lưỡi này hình như là mới thay vô nên nó rất là bén luôn. Về anh chị mình xài cái này là ok. SK11 cũng rất là nổi tiếng ha. SK11X Made in Japan và cây này size 21 xăng. Đó. Rồi mã số 53 giá 240. Răng là rất là bén nha. Lưỡi này giống như là mới thay lưỡi. 53 240. 54. Em lên một cây cưa lá hẹ. Đó. Cây cưa này là của hãng SK. SK. Đây chị mình thấy ha. Lưỡi sử dụng là 12 cm. Hàng còn trong vỏ. Và cây này sản xuất tại Nhật nên chị hàng Made in Japan này, chị mình thấy Made in Japan giùm em. Đó. Còn trong vỏ luôn. Cưa giùm em ạ. Cưa rất là còn rất là mới. Rồi. Đây là phần lưỡi. Và cây này lưỡi là 12 xăng anh chị ha. 12 xăng đo hết ra tầm khoảng 13 xăng. Rồi, mã số 45, giá là giá mã 54 ha, giá là 140. 54 140. 55. 55 là một cây đục gỗ. Đây, anh chị mình thấy ha, 55 là một cây đục gỗ. Thì cây này size dài tầm là khoảng 22.5 cm. Đây là phần gỗ. Gỗ anh chị mình thấy cái màu này là gỗ già, rất là chắc chắn. Cây này làm ở những cây đục xịn ha. Phần trên còn là tem nhãn còn này. Đó. Nếu mà anh chị mình đang xài, cần xài cây đục này là cây đục chắc tầm 3 ly thôi. Mình đang thiếu cây đục 3 ly thì anh chị muốn thể mua cây này ha. Cây này em bao chất thép rất là bén. Đó, chất thép rất là bén, gỗ rất là xịn màu vàng. Rồi mã số 55, giá là 140. 56 là một cây uốn kẽm bonsai. Hoặc là anh chị mình có uốn lồng chim ha, uốn lồng chim hay là anh chị mình uốn những cây lồng ấy, thì anh chị mình có thể mua cây này. Cây này chuyên uốn kẽm ha, chỗ Nhật. Rồi, có hai lỗ cho anh chị mình uốn. Chiều dài là 20 xăng. Nhìn cái rất là chắc chắn anh chị ha. Nhìn cái này rất là chắc chắn, là cái thân đó của Nhật ha. Hai lỗ cho anh chị mình muốn. Rồi. Một lỗ to một lỗ nhỏ ha. Rồi mã số 56 206. 57. Em lên một cây cưa Gomboy 57 206. Cây cưa này Gomboy 21 xăng màu đen ha. Anh chị nhìn thấy là cái phần cao su nó là lúng nè, còn rất là mới, màu đen còn rất là mới nè. Rồi trên này một cây cưa Gomboy 21 cm. Đó đây ha, thì lưỡi là rất là bén anh chị ha. Suki Gomboy 21 cm, lưỡi rất là bén. Cây này lưỡi rất là bén luôn. Cây này về xài ok ha. Rồi mã số 57, giá là 260. 57 ha, 260. Lưỡi từng răng rất là bén. 57 260.
58. Em lên một cây kéo cắt bướm ha. 58 là một cây bướm, kéo bướm. Rồi. Cây này là thép chế xanh nha anh chị ha. Cây này là hàng thủ công, chuẩn thủ công thép chế xanh, từng đường nét luôn. Thép chế xanh, cây này còn rất là mới. Rồi chiều dài là tầm 17 cm. 17 cm anh chị ha. Đây là phần lưỡi kéo. Những cái đầu này anh chị mình đóng tán này, anh chị mình thấy nó không có đóng nhiều. Chưa có xài nhiều ha. Đó, chữ nghĩa đầy đủ. Hàng cao cấp nè. Đây. Anh chị mình thấy hàng da dẻ láng mịn. Thì chỗ này đen đen là em cắt nó mũ cây dính vậy thôi chứ không có bị gì ha. Đây. Đó, anh chị mình thấy ha. Chỗ này nó hơi cấn tí thôi. Do là hàng còn rất là di nên là em không có mài vô nhiều. Mài vô nhiều anh chị mình để vậy mình xài cũng được, chừng nào nó chừng nào mòn tới thì mòn thôi chứ còn mài nó mất đi lớp thép cũng ổn. Đó. À, lớp thép ha. Khít chắc chắn anh chị ha. Rồi. Chữ nghĩa đầy đủ hơn chị ha. 58 giá 400. Đó, chị mình thấy ha. Do em cắt xong em quên em không có lau ngay. Em dính cái bụi nhựa lại thôi. Nhựa lại nó đen đen lại. Thép chế xanh ha. Anh chị mình những cây thép chế xanh như thế này rất là bén và giữ bén rất là lâu. Rồi, 58 400. 59. 59 em lên một cây dao tỉa ha. Một cây dao tỉa trái cây. Cây này là của hãng Yaseo Woodtop ha. Woodtop Soligan Germany. Đó. Còn cả chữ ha. Cây này là cán nhựa hai chốt. Đó chị mình thấy ha, 59 giá 150. Cây này chuyên cho anh chị mình có làm bên đầu bếp ha. Làm bên master chip đầu bếp thì anh chị mình có thể mình mua cây này. Tỉa gọt trái cây. Chiều dài là khoảng 16 cm, phần lưỡi sử dụng là 6 cm ha. Bản rộng là tầm 1.4 cm. Đó. Cây này dày tầm 1 ly ha. 1 ly mỏng dần nó mũi như thế này ha anh chị. Rất là bén. Rồi mã số 59, 150. 60. Đây đang bỏ lại ha. Giá như thế này anh chị mình lấy cũng có thể lấy. 60 là một cây đục dũng ha. 60 là một cây đục dũng 250. Cây này hàng thủ công ha. Đây. Gỗ cũng là gỗ xịn, gỗ già ha, chắc chắn. Chị mình có thể thấy. Đây là lớp thép. Hai lớp thép ha. Rất là bén anh chị, rất là bén. Chiều dài tầm là khoảng 22 cm và lưỡi dũng anh chị mình xài hai lớp thép rõ ràng anh chị ha. Lưỡi dũng anh chị mình xài là tầm tầm 9 ly ha. Tầm 9 ly. 60 250. 61. Em lên một cây cạo bạc đã năng, cây cạo là của hãng 61 350, cây này của hãng Super. Dòng sản phẩm là AB-1 Super Trà Ben năng. Cây này còn rất là mới anh chị. Đó, nhìn cái lớp ram màu đen là còn rất là mới, là không có bị mụn mặn gì luôn. Đây. Phần đầu dưới ha. Đó, phần đầu ở dưới. Rồi. Thì phần trụ ở giữa là tầm là khoảng 6 cm anh chị ha. Em đo, nếu mà em đo phủ lên luôn là tầm 8.5 cm. Rồi anh chị mình kéo to ra nhất. Kéo to ra nhất anh chị mình cạo bạc đạn là tầm khoảng 3 cm ha. Tầm khoảng 3 cm. Những phần đầu còn đẹp nè. Đó. Kéo vô. Hoặc anh chị mình có thể gom vô như thế này. Ha. Phần chân là tầm là khoảng 7 cm. Rồi mã số 61 giá 350. 62. Em lên một cây cắt kẽm. 62 một cây chuyên cắt kẽm. Cây này còn rất là mới. Đây nước sơn màu đen vẫn còn nguyên này. Đây ha, lưỡi cắt đây anh chị. Đó, lưỡi cắt ha. Lưỡi cắt cũng còn rất là đẹp anh chị. Cây này là láng o luôn. Đó, lưỡi cắt. Vết xước vẫn còn, vết mà phay vẫn còn ha. Rồi. Chiều dài cây cắt kẽm này tầm là khoảng 20 cm. Mã số 62 giá 330 ha. 62 330. 63. 63. Đây. Mua tiếp nữa. 63 em lên một cây ghép cành, 63 hoặc là một cây dao độc giấy ha. Đó, chữ nhật đầy đủ anh chị ha. Đây. Thì cây này anh chị mình mở ra. Cây này anh chị mình giống như độc giấy, anh chị mình ghép cành, cây này giống cây ghép cành hơn.
Dưới đây là thép không gỉ ha, cho anh chị mình ghép những cành nhỏ, những cây nhỏ như cây bông hồng trong chậu ha, cây bông hồng nhỏ trong chậu. Rồi chiều dài cây này là tầm 12 xăng. Và xéo anh chị mình xài lưỡi sử dụng là tầm 3.5 xăng ha, 3.5 xăng và cây này tầm khoảng gần 1 ly, một nửa ly đến 1 ly thôi. Đó. Ghép một mặt tình cho tay phải ha. Rồi. Chiều dài tổng là khoảng là 12 xăng, 12.5 xăng, mã số 63, giá 130. 64. Em lên một cây kéo bếp, cây này. Chiều dài cây này là tầm 20 xăng. 20 xăng ha, 26, 64, 260. Thì cây này là hãng Felix Soligen ha, không gỉ của Đức. Đó, cây này anh chị mình có thể mở ra được hai bên. Ốc tròn ha. Đây là nước ram, nước sơn màu đen ở bên dưới. Cây này thì hình thức cũng còn đẹp anh chị ha. Anh chị mình có thể gỡ hai bên cho mình dễ vệ sinh. Cây này là cắt giấy được ha, rất là bén rồi. Bên em mài rất là bén rồi. Đây chị mình thấy. Đây ha. Rất là bén luôn. Đây. Đây. Đây ha. Rồi mã số 64, giá 260. 65. Em lên một cây kéo. Một cây kéo cặp tròn ha. 65 208. Cây này ha. Hàng rèn thủ công anh chị mình nhìn thấy nè. Rất là bén luôn. Thì để bãi nó hơi bị rỗ rỗ một tí nha. Chiều dài là 20.5 xăng, 20.5 xăng. Đó anh chị mình thấy. Ok ha. Đó. Rồi. Đó, anh chị mình thấy cái đường hai lớp thép không? Thì anh chị mình nó thiết kế như thế này, nó tròn tròn như thế này thì anh chị mình có bổ gì mình bổ. Cắt là ok rồi. Hàng rèn thủ công. Bề mặt bên ngoài thì nó hơi rỗ bên ngoài thôi, nhưng mà cây này thì nó rất là dày mình nên chị yên tâm. Nó rỗ một chút xíu không sao ha. Còn nó rất là dày mình luôn. Đó, anh chị mình thấy nó cạp nè. Giống như một cây cạp. Lưỡi này do nó còn hơi nhăm nhăm ha. Đó. Spa thêm giùm em, nó hơi nhăm nhăm thôi. Chứ anh chị mình spa thêm được cắt nó rất là ngọt. Đây ha, tại vì em cũng lấy cây phần đen nên nó hơi dai dai cái phần vỏ. Đây ha. Đó. Đây ha, đó rất là ngọt luôn. Rồi. Một cây cạp mà lưỡi bo tròn như thế này ha. Hai lớp thép. Mã số 65, giá 280. 66 em lên một cây đe. Đó gì? 66 là một cây đe. 380 ăn. Giá rất là mềm. Thì cây đe này nặng là 1,50 kg anh chị ha, 1 kg. 1 kg hơn 1 kg, 1 kg 0.50 g. Phần đế là tầm là 8.5 nè. Bản rộng là tầm 6.5 ha. Đây phần đe như thế này. Rồi. Mặt đe là tầm là khoảng 15 xăng ha. Bản rộng là tầm là khoảng 4.6 ha, 4.7 xăng. Đó, nặng là 1 kg 0.50 g anh chị ha. Cái đe như thế này. Này. Thì bề mặt nó hơi mụn bên ngoài thôi, không có bị rỗ ha. Anh chị mình có thể mình chà thêm vào láng thôi, mụn bên ngoài không có bị rỗ vô trong. Đây ha, cây đen như thế này. Rồi nặng 1,050 kg. Cây này thích hợp cho anh chị mình để bàn mình làm những công việc nhỏ nhỏ ha. Mã số 66, giá 380. Rồi 67. 67 em lên một cây eto. Thì eto này ở bên trên là cây là eto gan, nhưng mà ở bên trên là đã độ lại ngàm bằng thép anh chị, đã độ lại ngàm thép lá ngò rồi. Cây này để em cân 66 67. Cây này của hãng Eron. Nặng là 5,5 kg ha, 5,5 kg, 50 g. 550
5.550g, 5,5 kg, hơn 5,5 kg anh chị. Đó, cây này thì còn rất là mới. Nhưng mà cái đế nó bị mất rồi ha. Anh chị mình về, anh chị mình chế cố định kẹp cho bàn luôn thì ok. Nước da dẻ lá ngon này. Aeron số 75. Đây ha. Đó, thấy giùm em. Đế là láng o luôn, bị mất cái đế rồi. Này. Đó. Nước sơn màu xanh vẫn còn ha. Trà Ben. Đó, trà Ben đây ha. Cái này về anh chị mình có thể mình bắt cố định vô bàn luôn cũng được, hoặc anh chị mình bắt vô cái làm một cái đế gỗ ha, một cái tấm gỗ ở dưới để mình di chuyển cũng được. Rồi, ngàm. Đây, bên trong là đang độ một cái ngàm thép ha. Ngàm thép như thế này nha anh chị. Đó, một cái ngàm thép như thế này. Hàn những con ốc bắt dính vô luôn ha. Đây. Chị mình có thể thấy. Nặng là 5,5 kg ha. Ngàm mở tối đa chắc tầm là 10 xăng anh chị. Em máng chừng thôi ha. Còn cái ngàm của nó là rộng là 7.8 xăng ha. 7.8 xăng, mã số 67, một cây Eto của hãng Aeron Nhật Bản ha. Số 75. Rồi, em đã lên 67 mã clip số 13. Anh chị mình chốt mã nào thì mình điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn.